Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 Yagi ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, 118-149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, Tiên Yên, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, Đầm Hà, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Cửa Ông, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 12, giật cấp 14, Bãi Cháy, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, Phù Liễn, Hải Phòng, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Cát Hải, Hải Phòng, gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Đông Xuyên, Hải Phòng, gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, Ba Lạt, Thái Bình, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như Cửa Ông, Quảng Ninh 113mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 110mm, Cát Bà, Hải Phòng 86mm. Trên biển, vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Sóng biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua từ 4 đến 6 mét. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, sóng cao từ 3 đến 4 mét, từ Thái Bình, Ninh Bình, cao 2 đến 3 mét. Nước dâng do bão, khu vực ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão, cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Các khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn. Cảnh báo mưa lớn, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều ngày 7 tháng 9 đến hết đêm 7 tháng 9, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Ngày và đêm 8 tháng 9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía Tây Bắc Bộ, từ chiều ngày 7 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh. Sáng ngày 7 tháng 9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh các tài xế điều khiển ô tô chạy thật chậm để che gió, giúp nhiều người đi xe máy lưu thông qua cầu an toàn giữa trời mưa bão. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, từ sáng 7 tháng 9, ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa to gió giật, khiến nhiều người đi xe máy qua cầu Nhật Tân gặp khó khăn. Theo hình ảnh từ clip, khi lưu thông qua cầu Nhật Tân, thấy nhiều người đi xe máy rất vất vả, nên 5 tài xế ô tô đã cố gắng đi chậm, nối đuôi nhau thành hàng để chắn gió dìu xe máy. Dù đoạn clip chỉ dài 13 giây, nhưng việc người đi xe máy được giúp qua cầu an toàn tạo nên một hình ảnh đẹp, ấm lòng trong gió bão. Ngay sau khi khoảnh khắc này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã hết lời khen ngợi hành động đẹp của các tài xế. Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 7 tháng 9, tại Hà Nội lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm. Dự báo chiều và đêm, khu vực nội thành và một số huyện có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều nay đến sáng 8 tháng 9, thành phố sẽ có mưa to đến rất to. Nội thành và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, từ 200 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, từ 150 đến 250mm, có nơi trên 350mm.
khi bão số 3, tên quốc tế là Yagi, tiến gần tới đảo Hải Nam của Trung Quốc vào ngày 4 tháng 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo về hai kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất, bão đi vào phía bắc đảo Hải Nam, sau đó đi vào phía bắc Vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, bão suy yếu hơn do đi qua một vùng có địa hình tương đối bằng phẳng. Ở kịch bản thứ hai, bão đi qua phía nam đảo Hải Nam, vào phía nam Vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, bão sẽ suy yếu nhiều hơn nữa do ma sát với địa hình núi cao của đảo. Bão số 3 hôm qua đã đi theo một kịch bản bất lợi nhất khi tâm bão men theo khu vực eo biển giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Vì vậy, khi vào Vịnh Bắc Bộ trong đêm qua, cấu trúc bão vẫn ổn định với cường độ bão không suy giảm đáng kể. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17 trên Vịnh Bắc Bộ. Khi hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ, nhờ điều kiện mặt biển rất ấm, cường độ bão không suy giảm đáng kể, thậm chí có thời điểm mạnh trở lại. Khi áp sát bờ biển Hải Phòng, Quảng Ninh trong trưa nay, bão vẫn duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16, được nhận định có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Bắc nước ta trong 50 năm qua. Các đài khí tượng thế giới trong sáng nay còn đưa ra nhận định nghiêm trọng hơn. Mỹ và Hồng Kông, Trung Quốc cho rằng bão có thể đổ bộ với cấp siêu bão. Nhật cho rằng bão đổ bộ với cường độ rất mạnh, cấp 14, giật cấp 17. Sáng 7 tháng 9, khi quần thảo khu vực Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển miền Bắc nước ta, bão đã gây ra gió mạnh dữ dội. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14. Trên đất liền khu vực Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Vùng đổ bộ của bão số 3 cũng theo kịch bản ít mong muốn khi bão có sự dịch chuyển nhẹ xuống phía Nam so với nhận định, gần hơn với đồng bằng Bắc Bộ, dù khu vực tâm bão vẫn là Hải Phòng, Quảng Ninh. Với kịch bản này, bão ít suy yếu hơn khi vào sâu đất liền nước ta do đi qua khu vực bằng phẳng hơn, đồng thời tác động cũng nghiêm trọng hơn, rộng lớn hơn. Dự báo chiều và tối nay là thời gian bão tác động dữ dội nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, với gió giật mạnh, mưa rất lớn. Sang đêm nay và ngày mai, bão suy yếu và dịch chuyển qua Tây Bắc Bộ. Khu vực này ít chịu khả năng của gió giật mạnh nhưng sẽ đón mưa lớn kéo dài, đỉnh điểm từ đêm 9 đến đêm 8 tháng 9, gây nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng bão số 3 đổi hướng. Trước thông tin trên mạng xã hội về việc bão số 3 bão Yagi sẽ đổi hướng đi thẳng vào Hải Phòng, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định, đến thời điểm 11 giờ trưa nay ngày 7 tháng 9, không có chuyện bão số 3 đổi hướng và Trung tâm cũng không phát bản tin nào dự báo về việc bão số 3 đổi hướng. Đặc biệt, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, chưa có dự báo cảnh báo nào về việc bão số 3 sẽ đi thẳng vào Hải Phòng, Hà Nội như thông tin trên mạng xã hội. Trước đó, tin bão khẩn cấp phát lúc 11 giờ ngày 7 tháng 9 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 10 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Thái Bình, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Bản tin cũng dự báo cho đến khi bão suy yếu và tan dần vào tối ngày 8 tháng 9, vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc như hiện nay. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, dự báo đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc, 106,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía Đông Bắc Bộ, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, sức gió cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,5N, phía Tây kinh tuyến 111,0E, RRTT cấp 4 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. RRTT cấp 3 ở khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 12. Giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Từ ngày 7 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 7 tháng 9.
phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7 tháng 9 đến đêm 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Về tình hình tàu thuyền, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 ngày 7 tháng 9, đã kiểm đếm hướng dẫn cho 51.319 tàu cá, 219.913 người, toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh, Nghệ An và Quảng Bình đã ban hành lệnh cấm biển. Quảng Ninh, Hải Phòng từ 11 giờ ngày 6 tháng 9, Thái Bình, Nghệ An từ 5 giờ ngày 6 tháng 9, Nam Định từ 6 giờ ngày 6 tháng 9, Ninh Bình từ 15 giờ ngày 5 tháng 9, Thanh Hóa từ 12 giờ ngày 6 tháng 9, Quảng Bình từ 18 giờ ngày 6 tháng 9. Tình hình nuôi trồng thủy sản, theo báo cáo của Cục Thủy sản, tại khu vực ven biển, trên biển, các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, hiện có 52.176 ha, 19.344 lồng bè và 3.906 chòi canh nuôi thủy sản. Nguy cơ rất cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 13, 14, giật cấp 17. Các địa phương đã triển khai gia cố lồng bè, khu nuôi thủy sản và di dời toàn bộ lao động đến nơi tránh trú an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão Yagi ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 130 km, cách Quảng Ninh 570 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16, từ 184 tới 201 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng từ 15 tới 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 tới 20 km/h, đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Trong 12 giờ tiếp theo, bão trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khoảng 7 giờ ngày 8 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc Bộ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trong hôm nay, Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa dông do tác động vành ngoài hoàn lưu bão số 3. Từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn nhất ở Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 7 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ từ tối 7 tháng 9 đến đêm 8 tháng 9. Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu tác động mạnh của cơn bão số 3. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, khoảng từ trưa chiều 6 tháng 9, bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến tỉnh, gây gió mạnh vùng biển Cô Tô. Đảo Trần và các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Sóng biển cao từ 1 tới 2 mét, sau tăng lên từ 3 tới 5 mét, biển động dữ dội. Từ gần sáng 7 tháng 9, vùng biển ven bờ thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 0,75 tới 1,25 mét, sau tăng lên từ 2 tới 3 mét, biển động dữ dội. Trên đất liền tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, huyện Ba Chẽ, huyện Bình Liêu, từ sáng 7 tháng 9, gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, ngày 6 tháng 9, toàn tỉnh có lúc mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm, tố, lốc, gió giật mạnh. Từ đêm cùng ngày đến sáng 9 tháng 9, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, vịnh Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, huyện Ba Chẽ, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, huyện Bình Liêu, huyện Cô Tô, mưa to đến rất to, lượng mưa các nơi phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 400mm.